trong hình mắt mèo. Cho nên là anh chị mình cứ yên tâm, nếu mà mình đang sở hữu một khuôn mặt hơi góc cạnh một tí, hoặc là mình sở hữu một khuôn mặt hơi tròn, hơi bầu bĩnh một tí, thì mình đều có thể mang được kính trắng mang lên rất đẹp. Đây là màu đen. Và cuối cùng sẽ là màu cam. Mình thích mà nổi bật nè, thích đi du lịch xong rồi chụp hình cho nó sang, kiểu nhìn nó có điểm nhấn á, thì mấy chị có thể chọn những cái tông màu tươi như là cái màu cam mà em đang mang.